Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Bây giờ thì các bạn thấy là dòng người vội vàng lướt qua rồi. Thái Lan đã thắng với tỷ số lúc này là 5-0 rồi, phút thứ 83 của trận đấu. Và có lẽ là bây giờ trận đấu đã an bài, chúng ta hãy cùng xem là kết thúc trận đấu này thì màn mừng của huấn luyện viên Manen Bulkin cũng như là trưởng đoàn của Thái Lan ăn mừng như thế nào. Có lẽ là đây là hai người mà chúng ta biết nhiều nhất và gọi là quen mặt thực tế nhiều nhất các bạn nhé.
Các bạn thân mến, như vậy là trận đấu giữa UEFA Indonesia và UEFA Singapore đã kết thúc với chiến thắng 5-0 nghiêng về phía UEFA Thái Lan các bạn ạ. Đây, huấn luyện viên Manem Polking đang sang để động viên những đối thủ bên phía bên kia chiến tuyến. Trong khi đó thì Marampang, trưởng đoàn của UEFA Thái Lan đang rất bình thản ăn mừng. Đây, các cầu thủ của UEFA Thái Lan và UEFA Indonesia họ đang bắt tay nhau. 5-0, đấy là một tỷ số mà mình nghĩ rằng là cũng khá là bất ngờ. Không nghĩ rằng là Thái Lan thắng đậm như vậy sau một trận đấu để thua trước UEFA Malaysia. Thái Lan đã trình diễn một lối đá có thể coi là nuốt chửng UEFA Singapore trong trận đấu này. Rất nhiều cầu thủ của họ đã tỏa sáng. Chúng ta hãy cùng quan sát xem Manem Polking cũng như bà Marampang ăn mừng và chia sẻ thế nào sau trận đấu. Suốt cả một trận đấu thì ông Manem Polking và bà Marampang đều ăn mừng. Vâng, đây là những cử chỉ rất fair play bên phía các đối thủ UEFA Indonesia. Họ sang bắt tay trưởng đoàn bên phía Thái Lan, nhận được rất nhiều sự động viên của những khán đài sân vận động Việt Trì. Xin lỗi các bạn, sân vận động Thiên Trường. Đây là cầu thủ Thái Lan, họ cũng sang bên phía cabin của U23 Singapore. Và những lời động viên của những khán giả có mặt tại sân vận động Thiên Trường. Rồi, đây là màn ăn mừng của huấn luyện viên cũng như trưởng đoàn bên phía Thái Lan. Với thắng lợi này thì Thái Lan có được 3 điểm và quay trở lại cuộc đua giành ngôi vị nhất hoặc nhì bảng B SEA Games 31 và nuôi cơ hội đi tiếp. Mà ăn mừng khá cảm xúc, không hề đơn giản trước các đối thủ tại SEA Games. Thái Lan đã khởi đầu không may mắn với trận thua trước Malaysia. Bây giờ họ đã chứng minh được năng lực của mình, chứng minh được đẳng cấp của mình. Họ đã đá trên cơ hoàn toàn với Singapore. Phải nói thêm là Singapore là một đội bóng không quá mạnh. Và thậm chí Singapore cũng không thể thắng được Lào, phải hòa Lào. Rõ ràng là Thái Lan đã đá trên cơ Singapore hoàn toàn. Thái Lan đang chia sẻ cảm xúc với một người trong thành viên của UEFA Thái Lan, bà trưởng đoàn Marampang. Với thắng lợi này thì các bạn thấy là cục diện của bảng B cũng rất là khó lường. Cả Malaysia 3 điểm, Singapore 1 điểm, Lào 1 điểm, Campuchia giành được 3 điểm. Có đến 3 đội bóng giành được 3 điểm. Huấn luyện viên Manem Polking đã giải tỏa được rất nhiều những áp lực. Đây là một trận đấu mà có thể coi là giải tỏa toàn bộ những sức ép. Chắc chắn là những đối thủ tiếp theo của Thái Lan nhẹ ký hơn rất nhiều. Campuchia đương nhiên vẫn là một đối thủ nhẹ ký rồi. Bây giờ thì các huấn luyện viên, hai huấn luyện viên của hai đội bóng cũng như là các cầu thủ sẽ di chuyển vào phòng thay đồ, sau đó sẽ bước vào họp báo. Có điều đặc biệt là các cổ động viên của Nam Định hôm nay cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội bóng đến thi đấu. Dù không phải đó là U23 Việt Nam, nhưng các bạn thấy là U23 Thái Lan cũng như U23 Lào đã được nhận được rất nhiều sự cổ vũ của những cổ động viên Nam Định. Đó là những điều rất tuyệt vời. Ông Manem Polking vẫn nói chia sẻ rất nhiều với thủ môn Kawin. Họ cũng đang quay ra cảm ơn những cổ động viên
và những cổ động viên của Thái Lan. Vâng, trưởng đoàn của Thái Lan rất thân thiện. Cảm ơn cả cổ động viên Nam Định lẫn cổ động viên của Thái Lan luôn. Các bạn thân mến, đây cũng là những hình ảnh thay cho lời kết của video ngày hôm nay trên kênh Tết Trần TV. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo tại SEA Games 31 trên kênh Tết Trần TV.